Xin thưa anh, chào tất cả các bạn và chào tất cả mọi người. Tôi là Kiên Điện Đức. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn một cái cách khác có thể làm tăng áp lực cho thiết bị sử dụng của gia đình như sen vòi, vòi rửa bát, tăng áp lực cho coi như là cả bên nóng và bên lạnh đều là được khỏe cả. Thì ở đây mình đang ở một cái khu bếp, thì đây là cái vòi rửa bát này. Thì đây nước đây các bạn này, đấy, nước nó không được khỏe lắm nhá. Đó. Dù là lắp test ở trên mái nhưng mà nước nó cũng không được khỏe lắm. Thì mình lắp thêm một cái bơm tăng áp cho áp lực nó được khỏe lên. Thì mình lắp ở trên mái. Lắp xong rồi. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ bật bơm tăng áp lên cho các bạn xem nhá. Tức là bình thường là nước đang chảy qua, nước này là đang chảy qua bơm tăng áp đây các bạn này. Nhưng mà nó không được khỏe. Là vì mình chưa cấp điện vào máy bơm tăng áp. Thì mình có làm thêm cho một cái công tắc để cho nó bật ở đây. Đây cái công tắc bật cho bơm tăng áp đây. Thì kia là vòi rửa bát kia. Thì bây giờ mình sẽ bật bơm tăng áp lên xem là nó có được khỏe không các bạn nhé. Đó. Nước đã chảy rất là khỏe và rất là căng hơn rồi các bạn nhé. Đó. Mở về cả bên nóng lên lạnh. Đây mở bên tay trái lên nóng. Đều khỏe. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong 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 nhà tắm, mình quay trong nhà tắm cho bạn xem là áp lực nó khỏe như nào nhá. Đây là trong nhà tắm này các bạn này. Thì trong nhà tắm này là đấy, mình mở cho các bạn xem nước rất là khỏe rồi. Mình lắp bơm tăng áp này 200W. Bây giờ mình mở thử sen vòi luôn. Đó. Rất là khỏe. Bây giờ mình mở lên trên nha. Mắt sen cũng rất là căng. Đây là một cái công trình mình vừa mới thi công và lắp đặt cho chủ đầu tư mới về nhà mới được vài hôm. Ở ngoài đây này, đây các bạn nhìn đây là chậu đá. Xong là sen tắm này, và trong góc trong kia là bệt kìa. Thì cái vấn đề chính mà mình muốn chia sẻ với các bạn á là cái tăng cái áp lực cho cái toàn bộ thiết bị này. Thì bây giờ mình sẽ lên trên mái mình quay lại cho các bạn xem cách lắp bơm tăng áp như nào nhá. Rất đơn giản. Và bây giờ thì tôi đang ở trên mái chống nóng, ở chỗ cái vị trí cái téc nước và cái vị trí để đặt của máy bơm tăng áp. Thì đây các bạn nhìn, đây là cái máy bơm tăng áp này, máy bơm tăng áp 200W. Thì đây là đường vào các bạn nhé, đường nước từ téc vào này. Đấy, đây trên đường nước tổng đi xuống này. Thì ở đây mình lắp cho một cái van để chặn. Đây là cái van 48. Thì đây nước hướng nước đi từ trên téc đi xuống đây. Đấy. Nước đi từ đây đường ống này. Đường ống này nước đi từ trên téc đi xuống này các bạn nhá. Thì đi đến đây là mình cho một cái tê thu. Cái tê thu này là tê thu 48 này vào 34. Mình cho đường nước đi vào máy bơm tăng áp bằng ống 34 các bạn nhé. Đấy như vừa nãy mình có quay cho các bạn lúc đầu á, là nếu không có bật bơm tăng áp lên thì nước nó cũng vẫn xuống được. Nó không yếu lắm, nhưng khi có bơm tăng áp thì nó khỏe hơn. Thì ở đây mình cho tê thu ra 48 34 này, xong rồi ở đây mình lắp một cái van 34 này. Đến đây mình cho một cái giác co. Giác co 34 các bạn nhé. Xong rồi đây là cái gen 34. 34 34 này, cái đường ra này cũng là gen 34 34 này, hoặc giác co 34 này và cái van 34. Mình lắp hai cái van này là để có tác dụng gì các bạn? Đây là đây một cái van này và đây một cái van. Còn đây cái giác co và ở đây có một cái giác co để khi nếu trong cái trường hợp là cái máy bơm tăng áp này nó bị hỏng các bạn nhá. Cái máy bơm tăng áp này hỏng thì ta có thể tháo cái van cái giác co 34 này ra và cái giác co 34 này ra, ta mang máy bơm tăng áp này đi sửa. Ta khóa cái này vào, ta khóa hai đường này vào. Thì ta lại mở cái đường ống 48 này là nó cấp nước đi xuống cái hệ thống để đang sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Đây là hướng là ống đi xuống dưới kia.
Đấy, đi ra tút đằng kia, đi xuống hộp kỹ thuật rồi. Đấy. Là để coi như là cấp nước cho thiết bị vệ sinh, nhà vệ sinh đấy. Thì đấy. Là cái trường hợp là nếu máy bơm này hỏng thì ta sẽ khóa cái van này vào và khóa cái van này lại. Hai cái van 34 lại và mang máy bơm này đi sửa. Thì ta sẽ mở cái van này, cái van 48 này, coi như là nước từ trên téc kia. Đấy, nước từ trên téc kia. Đấy, đi xuống thẳng theo cái đường này. Đấy, và coi như là đi cấp thẳng xuống sen vòi luôn. Đấy. Thì khi nào ta sửa được cái máy bơm tăng áp này thì ta lại lắp vào. Còn ở đây thì mình làm như vừa nãy mình ở dưới á, mình là dùng một cái công tắc riêng cho nó. Thì là để khi mình nếu không thích bơm dùng bơm tăng áp thì ta có thể là không dùng áp lực của cái máy bơm này, thì ta có thể tắt công tắc đi là được. Bơm tăng áp này cũng rất là dễ lắp rồi các bạn. Nếu các bạn có ý định và tham khảo để tăng áp lực nước máy nhá, trong nhà mình lên cho nó khỏe lên, tăng áp lực cho thiết bị vệ sinh nó khỏe lên, thì các bạn sẽ lắp cái bơm tăng áp như này. Lắp ở trên tầng mái thì các bạn nên kê đệm cho nó êm mà, để khi áp lực nó đóng nó bơm căng á, thì cái máy bơm này nó hay đóng là nó cứ kêu cạch 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 các bạn ạ. Thì là mình sẽ coi như là kê cái này lên, nó đỡ coi như là dư chấn xuống cái mái này. Mình kê bằng mấy cái thảm này rất là êm, đã đi vào sử dụng rồi, rất là ngon lành đấy. Còn đây đây à, đây là đường lên téc này các bạn. Đấy, đường ống tổng ở trên téc xuống đây. Đấy. Tổng téc đi xuống đây. Còn kia là cái đường bên trên nữa, trên đỉnh kia các bạn này. Là cái đường kia. Đấy, ống 48 này mà có cái T đi sang ấy, là cái đường để khi bơm nước mà nó bị đầy ấy, là nó chảy ra ngoài, nó không chảy ra mái này các bạn nhá. Tức là cái hướng dẫn cái nước thừa đầy téc ấy. Đấy. Nước tép nó sẽ lên được đến đây các bạn này. Đấy, ngang với lại cái ống này. Đấy, dựa trên cái nguyên lý của bình thông nhau nhé. Thì nước ở trong cái ống tổng này. Đấy. Đấy, trong cái ống này. Và cái tép là nó ngang nhau. Thế khi nước tép đầy thì nó lên đến đây. Đấy, thì nó sẽ chảy theo cái hướng này đi ra ngoài. Đi ra ngoài trung nóng, ra ngoài kia. Đấy, ra ngoài ngoài kia các bạn này. Rồi, ok. Thì hôm nay thì mình xin chia sẻ tới các bạn cách trình tự mà để lắp cho một cái máy bơm tăng áp này, để tiện dụng khi sử dụng cũng như là khi cần phải sửa chữa. Thì đây chính là cách mà lắp bơm tăng áp cho hệ thống nước của trong gia đình tăng áp lực để sử dụng được như mong muốn. Nếu mà các bạn thấy cái chia sẻ của mình này là hay, là hữu thực, thì đừng tiếc cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có nhiều dịp chia sẻ tới các bạn những cái kinh nghiệm sửa chữa cũng như là lắp đặt mọi vấn đề liên quan đến điện, đến nước trong gia đình nhé. Rồi, xin thân ái kính chào tất cả các bạn và hẹn các bạn ở những cái clip tiếp theo của tôi. Xin thân ái kính chào.